30 đắt như tôm tươi dù không có ứng dụng Google. CEO Richard Yu của Huawei vừa tiết lộ trong một sự kiện ra mắt máy tính bảng của hãng này rằng Huawei đã bán được hơn 7 triệu chiếc Mate 30. Doanh số này bao gồm các mẫu Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G và Mate 30 Zubi Ấn Độ Posture Design, được bán ra sau 2 tháng lên kệ. Doanh số Mate 30 đã tăng đến 75% so với Mate 20 ra mắt hồi năm ngoái. Theo thống kê, ba 30 được bán chủ yếu ở thị trường Trung Quốc và một số nước thuộc châu Á Thái Bình Dương. Flagship mới của Huawei không được phép cài đặt các ứng dụng của Google do lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Có hai lý do khiến Met 30 thu về thành công cho Huawei. Một là flagship của Huawei được đánh giá khá cao về chất lượng với nhiều nâng cấp sáng giá. Thứ hai là nhiều người dùng Trung Quốc đã chuyển sang dùng thiết bị Huawei để thể hiện việc ủng hộ hàng nội địa, phản ứng với lệnh cấm Huawei của Mỹ. Dòng ba 30 cũng có nhiều phiên bản bộ nhớ khác nhau với mức giá dễ chịu, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người dùng. Ngoài ra, việc thiếu đi các ứng dụng của Google hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị trường Trung Quốc, do các ứng dụng này hầu như bị chặn tại nước này. Cũng tại hội nghị Huawei Matepad, Richard eu cũng tiết lộ rằng Watch GT2 của họ cũng đang bán khá tốt. Hãng này đã bán được hơn 1 triệu chiếc GT2 chỉ trong 45 ngày. eu cho biết thêm rằng Huawei hiện là nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất tại Trung Quốc.